Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin Á Châu. Đức và Ấn Độ kêu gọi tự do hàng hải ở Biển Đông và Ấn Độ Dương. Trong tuyên bố chung ngày 2 tháng 5, Đức và Ấn Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và thống nhất, trong đó thừa nhận vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Đức và Ấn Độ đánh giá cao các hướng dẫn của chính phủ Đức về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, chiến lược hợp tác của Liên minh châu Âu ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sáng kiến đại dương Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương do Ấn Độ xây dựng. Hôm thứ Hai, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết Đức đang cung cấp 10 tỷ euro cho hợp tác song phương với Ấn Độ trong những năm tới. Hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của thương mại không bị cản trở và sự tự do hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982 ở tất cả các vùng biển, bao gồm cả Ấn Độ Dương và Biển Đông. Hai nước cũng hoan nghênh chuyến thăm cảng Mumbai của chiến hạm Bayern hồi tháng Giêng năm nay. Trong năm 2023, Đức cũng đồng ý về chuyến thăm của một tàu hải quân Ấn Độ tới một cảng của Đức. Tuyên bố chung nói trên được đưa ra sau cuộc hội đàm chung giữa Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm Đức và hai ông đồng chủ trì cuộc tham vấn liên chính phủ Đức-Ấn Độ lần thứ sáu. Hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ là ông Narendra Modi đã kêu gọi ngừng bắn ở tại Ukraine và đề nghị Kiev cũng như là Moscow hãy ngồi vào bàn đàm phán hòa bình. Phát biểu tại một buổi họp báo chung với Thủ tướng Đan Mạch ở Copenhagen, Thủ tướng Modi nói rằng, chúng tôi kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở tại Ukraine và đồng thời giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và ngoại giao. Trước đó, tại Đức, thì nhà lãnh đạo Ấn Độ tuyên bố là sẽ không có bên nào có thể giành được chiến thắng trong cuộc xung đột, vốn đã ảnh hưởng đến các nước nghèo và các nước đang phát triển này. Thủ tướng Ấn nhấn mạnh, kể từ đầu cuộc khủng hoảng Ukraine, Ấn Độ đã kêu gọi lập tức ngừng bắn và khẳng định đối thoại là cách duy nhất để giải quyết bất đồng. Ngoài ra, Ấn Độ cũng quan ngại sâu sắc về tác động của cuộc chiến trong vấn đề nhân đạo đến nay ấn độ đã không công khai chỉ trích nga đã đưa quân xâm lược ukraine nga là nguồn cung cấp thiết bị quân sự chính cho new delhi ấn độ đã nhiều lần kêu gọi ngừng bắn và quay trở lại con đường đàm phán khẳng định cần phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia ông modi đã từng gợi ý các nhà lãnh đạo của nga và ukraine hãy đàm phán trực tiếp với nhau theo dự trù, ông Modi sẽ có chặng đường dừng chân ngắn ở tại Pháp để gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để nhằm chia sẻ đánh giá về các vấn đề khu vực và toàn cầu cũng như là đánh giá quan hệ hợp tác song phương như là hiện nay. ISIS thừa nhận các vụ tấn công đẫm máu tại Afghanistan khiến hơn 100 người thiệt mạng. Ngày 2 tháng 5, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan ISK đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công vào thánh đường Hồi giáo ở thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 29 tháng 4 khiến 50 tín đồ thiệt mạng. Đây là vụ tấn công mới nhất tại Afghanistan mà nhóm này đã thừa nhận thực hiện. Các vụ tấn công liên tiếp gây thương vong xảy ra gần đây tại Afghanistan làm gia tăng lo ngại về sự trỗi dậy tiềm tàng của các nhóm cực đoan, đặc biệt là nhóm nhà nước Hồi giáo có thể gây bất ổn cho khu vực và quốc tế. Vụ nổ đầu tiên phá hủy một trường trung học ở Kabul, thủ đô Afghanistan cách đây gần 2 tuần, khiến nhiều học sinh thiệt mạng. Vài ngày sau, các vụ nổ phá hủy hai nhà thờ Hồi giáo và một xe bus nhỏ ở phía bắc đất nước. Tuần sau đó, ba vụ nổ khác nhắm vào người Hồi giáo dòng Shia và người Sufis, đặc biệt là vụ đánh bom tại thánh đường Khalifa Sahib ở phía tây Kabul trong lễ cầu nguyện thứ sáu khiến 50 người thiệt mạng. Bằng cách nhắm mục tiêu vào dân thường, người Shia và người Sufis trong những tuần gần đây, các phần tử khủng bố đã khuấy động nỗi sợ hãi tại Afghanistan kết thúc sự yên tĩnh tương đối sau khi Taliban nắm chính quyền từ tháng 8 năm ngoái. Theo các chuyên gia, các cuộc tấn công khủng bố do ISK thực hiện với mục đích hạ uy tín chính quyền Taliban và làm suy yếu tính hợp pháp của lực lượng này khi Taliban từng tuyên bố khôi phục hòa bình và ổn định trên khắp đất nước Afghanistan sau khi Mỹ rút quân. Lần đầu tiên trong 6 tháng, Hàn Quốc và Nhật Bản tổ chức tham vấn ngoại giao. Hôm nay các quan chức Nam Hàn và Nhật Bản đã tổ chức cuộc tham vấn ngoại giao đầu tiên trong 6 tháng. Sự kiện diễn ra một tuần trước khi chính quyền của tổng thống đắc cử Nam Hàn ông Yoon Suk Yeol ra mắt. Trong cuộc gặp được tổ chức ở tại trụ sở của Bộ Ngoại giao ở Hán Thành, Vụ trưởng Vụ Ái Châu và Thái Bình Dương của Nam Hàn là Lee sang Rion và người tương nhiệm Nhật Bản là Takehiro Funakoshi đã đồng ý tiếp tục liên lạc để hàn gắn mối quan hệ giữa hai nước láng giềng. Và cuối tháng trước, phái đoàn của Tổng thống đắc cử Nam Hàn, ông Yoon Sok Yu cũng đã thăm Nhật Bản. Chuyến thăm năm ngày này diễn ra trong bối cảnh hai nước nỗ lực cải thiện quan hệ song phương vốn đã xuống đến mức thấp nhất trong nhiều năm qua do các vấn đề thời chiến trong nhiệm kỳ của Tổng thống Nam Hàn sắp mãn nhiệm Moon Jae-in, quan hệ giữa Hán Thành và Tokyo đã xấu đi do những tranh chấp liên quan đến các vấn đề nổi cộm như là lao động cưỡng bức và vấn đề phụ nữ mua vui trong thời chiến. Ngoài ra, hai nước từ lâu đã tranh chấp nhóm đảo nhỏ do Hán Thành kiểm soát và gọi là Dokdo, nhưng Tokyo thì cũng có tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima. Tháng 7 năm 2019, Nhật Bản đã hạn chế xuất cảng vật liệu bán dẫn sang Nam Hàn. Căng thẳng cũng gia tăng trong lĩnh vực quân sự vào tháng 12 năm 2018, khi Tokyo cáo buộc Hải quân Nam Hàn đã bật radar điều khiển hỏa lực và khóa mục tiêu của một máy bay tuần tra của lực lượng phòng vệ Nhật Bản trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ không dự lễ nhậm chức của Tổng thống lắc cử Nam Hàn Yoon suk yeol dự trù sẽ diễn ra vào ngày 10 tây tháng 5. Thay vào đó, chính phủ Nhật Bản dự định sẽ cử Ngoại trưởng Yoshimasa Yahashi tới dự buổi lễ này, Trước đó, Nam Hàn đã bày tỏ hy vọng Thủ tướng Kishida sẽ tới dự buổi lễ. Tuy nhiên, hãng tin Fiji Press cho rằng các đảng viên bảo thủ trong nội bộ đảng Dân Chủ Tự do LDP lo ngại rằng điều đó có thể sẽ phát đi tín hiệu sai tới Seoul. Fiji Press dẫn lời một quan chức của Bộ Ngoại giao Nhật Bản đánh giá tích cực ý định của Nam Hàn cải thiện quan hệ với Nhật Bản. Trong thời gian gần đây có một số dấu hiệu cho thấy quan hệ Nhật Hàn vốn đang ở trong giai đoạn tồi tệ nhất trong thời hậu chiến có thể sẽ tăng băng dưới thời chính quyền của ông Yoon Suk-yeol. Tháng trước Thủ tướng Kishida đã tiếp một phái đoàn của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol do Phó Chủ tịch Quốc hội Nam Hàn Chung Jin-sook dẫn đầu. Tại buổi tiếp ông Kishida đã khẳng định rằng Nhật Bản và Nam Hàn cần giải quyết các vấn đề còn tồn tại giữa hai nước để cải thiện quan hệ song phương. Đáp lại, các thành viên phái đoàn Nam Hàn khẳng định họ coi trọng quan hệ song phương và hy vọng sẽ hợp tác để cải thiện mối quan hệ. Liên quan đến cuộc đua vào chiếc ghế tổng thống phi luật Tân, con trai của nhà cựu độc tài dẫn đầu cuộc đua tổng thống của phi luật Tân. Hôm nay, các cuộc khảo sát cử tri cho thấy là Ferdinand Marcos Jr., con trai độc nhất của cố tổng thống phi luật tân Ferdinand Marcos Sr., đang ở trên đà giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống phi luật tân vào ngày 9 tháng 5 tới đây. Với cam kết thống nhất đất nước, ông Marcos Jr. đã hứa là sẽ thúc đẩy thêm nhiều việc làm và giải quyết tình trạng giá cả tăng cao để đưa đất nước hồi phục sau đại dịch. Một số nhà phân tích cho rằng các hoạt động tranh cử được thúc đẩy bởi một chiến dịch truyền thông xã hội tốt đã giúp cho Marcos Jr lấy lại được hình ảnh. Trước đó tin tức về việc Marcos Jr tranh cử tổng thống đã làm dấy lên những luồng ý kiến trái chiều trên internet, phần lớn xuất phát từ những nạn nhân tưởng đã từng bị tấn công dưới thời của thân phụ ông là cố tổng thống Ferdinand Marcos Sr. Ông Marcos Jr lên ông Marcos Sr lên nắm quyền vào năm 1965 nổi tiếng với việc điều hành đất nước bằng chế độ thiết quân luật từ năm 1972 đến năm 1981. Ông được cho là đã ra lệnh tra tấn các nghi phạm và hành quyết nhiều người không thông qua xét xử. Chiến dịch tranh cử của ông Marcos Jr cũng được có củng cố nhờ thành lập một liên minh với ứng cử viên phó tổng thống là bà Sara Duterte-Carpio, là con gái của tổng thống Duterte đương nhiệm. Ông Marcos được cho là có thể tận dụng lượng lớn người ủng hộ của gia đình Duterte ở miền Nam trong khi bà Duterte Capio có nhiều khả năng là sẽ hưởng lợi từ tầm ảnh hưởng đã kéo dài hàng chục năm của triều đại Marcos ở các thành trì miền Bắc. Nghi ngờ tin tỷ phú Jack Mã bị bắt khiến cổ phiếu Alibaba sụt giảm, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc ngày 3 tháng 5 đưa tin cảnh sát thành phố Hàng Châu đã thực hiện biện pháp cưỡng chế hình sự đối với một cá nhân có họ mã vào ngày 25 tháng 4. Người này bị cáo buộc kích động lật đổ quyền lực nhà nước và các hoạt động khác gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Các biện pháp cưỡng chế có thể bao gồm giam giữ, bắt giữ hoặc tại ngoại. Cư dân mạng Trung Quốc suy đoán đối tượng họ Mã, nêu trên là tỷ phú trác Mã, phần vì tên có hai ký tự như thông tin trên CCTV, phần vì Hàng Châu là nơi đặt trụ sở chính của Alibaba. Sau khi CCTV đưa tin, giá cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông của tập đoàn Alibaba đã giảm khoảng 1% vào phiên giao dịch ngày 3 tới tháng 5, tiếp nối là đã giảm 9% trước đó. Cổ phiếu Alibaba đã lao dốc tới 9,4% tại Hồng Kông, xóa sổ khoảng 26 tỷ Mỹ kim giá thị trường. Cổ phiếu Alibaba tăng trở lại sau khi một tuyên bố từ cảnh sát nói rõ rằng tên của người bị buộc tội có 3 ký tự, trong khi tên tiếng Trung của Trác Mã, Mã Vân chỉ có 2 ký tự. Dù vậy, thông tin của CCTV trước đó đã khiến nhiều người đứng ngồi không yên, phần nào cho thấy tình trạng lo lắng của các nhà đầu tư đối với lĩnh vực công nghệ Trung Quốc sau một năm bị siết chặt với hàng loạt quy định mới. Phía Alibaba và Jack Ma Foundation vẫn chưa lên tiếng về sự việc. Theo thông báo vào tháng 7 năm ngoái của công ty, tỷ phú Jack Ma từ chức hội đồng quản trị của Alibaba vào năm 2020 không còn chịu trách nhiệm điều hành. Liên quan đến thời tiết tại Ấn Độ và Pakistan, thưa quý vị, theo cơ quan khí tượng của Ấn Độ cho biết, vào cuối tuần qua, Bikaner là nơi nóng nhất với mức độ lên đến là 47.1 độ C. Tuy nhiên, tại một số khu vực phía tây bắc của Ấn Độ, hình ảnh do vệ tinh chụp lại cho thấy là nhiệt độ trên bề mặt đất đã vượt quá là 60 độ C. Đây là điều chưa từng xảy ra vào thời điểm này trong năm khi mà nhiệt độ trên bề mặt thông thường là 45 đến 55 độ C. Cơ quan không gian Âu Châu cho biết ở trên trang mạng rằng nhiệt độ nóng nhất được ghi nhận là phía đông nam và tây nam của Ahmedabad với nhiệt độ bề mặt tối đa là khoảng 65 độ C tổ chức khí tượng thế giới tuyên bố nhiệt độ ở Ấn Độ và Pakistan phù hợp với những gì mà cơ quan này dự đoán trong điều kiện khí hậu thay đổi. Nhiệt độ cao đã gây áp lực lớn cho những nhu cầu điện ở ngay cả Ấn Độ và Pakistan, nơi người dân phải chịu đựng hàng tiếng cắt điện giữa cái nóng như thiêu đốt. Ấn Độ đang đối mặt với tình trạng thiếu điện tồi tệ nhất trong vòng 6 thập niên. Ở tại bang Rajasthan, nhiều nhà máy công nghiệp đã phải dừng hoạt động do thiếu điện. Việc cắt điện kéo dài tới 8 tiếng cũng được áp dụng ở tại các tiểu bang bao gồm có Jharkhand, Haryana, Bihar, Punjab và Maharashtra do nguồn cung than ở trong nước giảm xuống đến mức nghiêm trọng. Và giá than nhập cảng ở nước ngoài thì lại tăng vọt. Trong nỗ lực tăng tốc vận chuyển than ở trên toàn đất nước, hệ thống đường sắt của Ấn Độ đã phải hủy bỏ hơn 600 chuyến tàu chở khách và hàng hóa để nhường chỗ cho việc vận chuyển than đến các nhà máy điện và đó là phần tin á châu thưa quý vị sau so vài thông tin thương mại xin mời quý vị theo dõi các bản tin việt nam